nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Sơn dâng hương lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời. Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây. Các gia đình chính sách lên dâng những nén hương thơm tỏ lòng thành kính có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người, đại biểu, các gia đình chính sách cùng toàn thể nhân dân, các bạn đoàn viên thanh niên cùng tiến về các khu mộ liệt sĩ để thắp lên những ngọn nến lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời. Một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Do dân ca Thúy Lệ của Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Sơn trình bày.
Bye.
tổ chức xin trân trọng cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các đồng chí cán bộ đoàn viên, các em thiếu nhi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Sau đây xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí chuẩn bị làm lễ chào cờ. Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, các đồng chí đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xin được thắp một nén nhang thơm với tấm lòng thành kính, cùng hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt hào hùng của dân tộc, tri ân những mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh, các chị, những anh hùng bất diệt, những bản hùng ca bất hủ, các anh sẽ còn mãi mãi trong tim mỗi người con Việt Nam. Tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam tự hào về các anh, những người làm rạng rỡ hơn cho mùa xuân của dân tộc. Tuổi trẻ Kim Sơn lại càng tự hào hơn khi có những người anh, người chị đang yên nghỉ tại nghĩa trang này, những cái tên đã trở thành bất tử. Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, thế hệ trẻ hôm nay nguyện mang sức trẻ xung kích, tình nguyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục viết thêm những truyền thống vẻ vang. Tuổi trẻ Kim Sơn và các đơn vị quân đội cùng các tầng lớp nhân dân xin đời đời ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc thân yêu. Giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Quang Dũng, thị ủy viên, bí thư đảng ủy xã Kim Sơn. Đồng chí Lê Thị Chính, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Văn Mong, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc xã. Cùng tham dự chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, đại biểu đại diện các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, các gia đình chính sách, đại biểu đoàn thanh niên các đơn vị quân đội, đơn vị kết nghĩa, ban giám hiệu ba trường học, các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, các đồng chí đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Huy Quyết, bí thư đoàn xã lên phát biểu tri ân. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa linh hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí đại biểu,
kính thưa toàn thể nhân dân. Hòa chung không khí cả nước, ta đang hướng về kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2016. Đây là dịp để dân tộc ta tưởng niệm và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến chọn đời mình cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khắp nơi đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với tấm lòng biết ơn vô hạn tại tượng đài Tổ quốc ghi công, tưởng niệm và tri ân những người con ưu tú của quê hương Kim Sơn đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, tuổi trẻ chúng ta tổ chức lễ thắp nến tri ân, thành kính tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, các bạn, đoàn viên thanh niên cùng toàn thể nhân dân. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài của dân tộc ta, đã có biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình, ra đi góp xương máu để tạc dáng non sông, đã để lên hình hài đất nước. Các anh, các chị đã mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ, để tuổi trẻ hôm nay thụ hưởng những giá trị của độc lập, tự do. Vun đúc qua hàng ngàn năm đã rực sáng khi đất nước lâm nguy, và chất lửa truyền thống ấy phải được tuổi trẻ hôm nay gìn giữ và phát huy. Bởi lẽ đó là kết tinh của truyền thống và khí phách của dân tộc. Truyền thống, đạo nghĩa là những giá trị của tuổi trẻ chúng ta không có quyền quên và không được phép quên. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa cả đồng chí và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, có biết bao người đã ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, lòng mẹ quặn đau. Đã có 58 người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống trong lòng đất mẹ để tô thắm thêm ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hôm nay, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ xin đốt nén hương thơm, đặt lên hàng bia những bông hoa thơm ngát. 58 ngọn nến được thắp lên cùng 58 bông hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính và tri ân 58 liệt sĩ là những người con của quê hương đã để lại cho thế hệ trẻ tấm gương cao cả của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhằm tuyên truyền giáo dục cho các đoàn viên, hội viên và các em thiếu niên nhi đồng luôn nhớ tới công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, em Phương Thảo, đại diện cho các em thiếu niên nhi đồng trong toàn xã lên phát biểu cảm tưởng. Xin mời em Phương Thảo. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu, hàng năm cứ vào mỗi dịp 27 tháng 7, tuổi trẻ và mỗi người dân Việt Nam lại có dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, các thương bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình để giữ gìn độc lập, tự do cho Tổ quốc. Rất nhiều người con của dân tộc, trong đó có những người tuổi đời mới 19, đôi mươi đã bỏ lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, những giảng đường đại học để ra tiền tuyến đánh giặc cứu nước, cứu nhà. Màu đạo của các cô, các chú đã tô thắm lá cờ đỏ của Tổ quốc quang vinh. Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết: "Hãy giữ tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn ngàn ánh hào quang của lòng tin tưởng." Đây cũng là dịp để lớp trẻ chúng cháu nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, ghi ơn và tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Cuối lòng biết ơn vô hạn, thế hệ trẻ thủ đô nói chung, thế hệ trẻ xã Kim Sơn nói riêng, chúng cháu xin được trân trọng cảm ơn những chiến sĩ anh hùng, những chiến sĩ anh dũng mãi mãi nằm xuống nơi đất mẹ, những cô gái mở đường tải đạn. Xin cảm ơn tất cả những ai đã quên đi sự sống của mình để giữ gìn sự sinh tồn của toàn dân tộc. Cầu mong linh hồn các liệt sĩ mãi mãi bất diệt và phục vụ cho đất nước hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ, bộ đội, thương binh, những ai đã hy sinh hay còn tiếp tục cống hiến cho đất nước. Chúng cháu xin hứa sẽ học tốt, chăm ngoan, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước và hơn hết là xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha anh. Thế hệ trẻ Kim Sơn đời đời nhớ ơn, biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Tôi xin chân cảm ơn ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, chiến tranh đã qua đi nhưng những vết thương của chiến tranh vẫn còn đó. Đâu có vần thơ hay nốt nhạc nào có thể diễn tả được hết nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra.
những liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh cả tuổi xuân, thậm chí niềm vui được chăm sóc mẹ già, con thơ cũng không được trọn vẹn. Trước vong linh các anh, các chị, tuổi trẻ xã Kim Sơn nguyện đem hết sức mình để tiếp nối truyền thống của các anh. Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng biết ơn vô hạn, xin được gửi tới các đồng chí thương bệnh binh, các gia đình chính sách những lời tri ân sâu sắc nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong dòng suy tưởng chung của những người con đất Việt hướng về ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong chương trình lễ thắp nến tri ân ngày hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã Kim Sơn, Đoàn Thanh niên các đơn vị quân đội, đơn vị kết nghĩa có 19 suất quà xin gửi tới các bác, các chú là thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, những món quà ý nghĩa thay cho những lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Xin sẻ chia cùng sự mất mát, sự đóng góp của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Chu Quang Dũng, thị ủy viên, bí thư đảng ủy xã Kim Sơn lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, kính thưa quý vị đại biểu diện các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ, kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm đã đi vào lịch sử đất nước ta là ngày lễ lớn, hội tụ đầy đủ ý nghĩa chính trị, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta và nhân dân ta. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Với tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh và các gia đình có công với cách mạng, hôm nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Sơn phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ, tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Tới dự lễ kỷ niệm, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hướng về kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã Kim Sơn đã phát động sâu rộng trong nhân dân thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, điển hình như các phong trào sửa chữa nhà cho các đối tượng, gia đình, chính sách, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho thương bệnh binh, gia đình chính sách, thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh, triển khai chỉnh trang tu sửa vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ phong quang sạch đẹp. Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn xã dành những tình cảm thiêng liêng nhất, tưởng nhớ biết ơn những thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất cho đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành tổng kết đánh giá về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đền ơn đáp nghĩa, biểu dương những tập thể và cá nhân xuất sắc, khơi dậy và phát huy những tiềm năng to lớn của địa phương để chăm sóc tốt hơn các đối tượng chính sách,
đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến của thương binh, bệnh binh đã vượt lên những đau thương mất mát, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, tại buổi lễ trang trọng và thiêng liêng này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể xã và các thôn tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, đều khắc, mang lại hiệu quả thiết thực. Cũng tại buổi lễ long trọng này, tôi kêu gọi các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước hãy phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương, trong mọi lĩnh vực công tác, lao động và học tập, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương Kim Sơn ngày càng giàu đẹp và văn minh. Một lần nữa, xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Xin được gửi lời cảm ơn các tổ chức, các cá nhân đã có tấm lòng hảo tâm đóng góp vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại địa phương. Xin được biểu dương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Kim Sơn và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức thành công lễ thắp nến tri ân trang trọng và thiêng liêng này. Chúc các đồng chí đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thương binh liệt sĩ đến đây kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các gia đình chính sách cùng toàn thể nhân dân đã về dự. Xin trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên, các đơn vị quân đội đã phối hợp với Đoàn xã Kim Sơn tổ chức thành công lễ thắp nến tri ân ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kết thúc buổi lễ tại đây. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Không thể